Liên quan tới vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại Nghệ An, sau thời gian vào cuộc điều tra, ông Nguyễn Xuân Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ 5 tàu cá bốc cháy ngột ngột trong đêm 28 tháng 7. Theo đó, xuất phát từ việc chập điện trên tàu cá mang số hiệu NA99696TS của ông Bùi Xuân Xin, chú ở xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An đã gây hỏa hoạn. Ngọn lửa sau đó đã nhanh chóng lan rộng sang bốn tàu cá đang neo đậu bên cạnh. Do trên tàu có nhiều vật dụng dễ bắt lửa cộng với thời tiết gió lớn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Thuận cho biết, sáng ngày 30 tháng 7, cơ quan công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm năm con tàu bị cháy. Cơ quan chức năng đồng thời thu giữ một số vật mẫu để phục vụ cho việc giám định, xác định nguyên nhân chính xác vụ hỏa hoạn này. Theo cơ quan chức năng, năm vụ cháy khiến năm tàu cá của các ngư dân bị thiêu dụi hoàn toàn, gây thiệt hại hơn 20 tỷ đồng. Sau vụ việc, ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo xã Sơn Hải và xã Quỳnh Long vận động và ủng hộ để giúp đỡ các chủ tàu cá bị cháy. Bước đầu, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu cũng đã hỗ trợ mỗi tàu cá bị cháy 20 triệu đồng. Trước đó khoảng 20 giờ tối ngày 28 tháng 7, tàu cá mang số hiệu NA 99696TS của ông Bùi Xuân Sinh, chú ở xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An, đang neo đậu tại cảng cá Lạch Quen, xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ An thì bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa cũng nhanh chóng lan rộng sang bốn tàu cá khác neo đậu bên cạnh. Khi cháy, dây neo bị đứt nên các con tàu trôi giạt thành ba điểm cháy khác nhau gây khó khăn cho việc dập lửa và không chế đám cháy có thể thấy hỏa hoạn một khi xảy ra đều để lại những hậu quả vô cùng nặng nề hy vọng lực lượng chức năng sẽ sớm làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan để nhanh chóng có các biện pháp khắc phục và xử lý kịp thời